Mới đây thì giám đốc điều hành của TikTok đã có một cái buổi điều trần kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ trước Quốc hội Mỹ và trong đó thì đã có rất nhiều những câu hỏi được đặt ra xoay quanh những cái nội dung độc hại, những cái trend nguy hiểm, những cái chính sách để bảo vệ trẻ em ở trên đó cũng như rất nhiều những cái thông tin khác. Thì ở trong video này mình sẽ tóm tắt là anh em thông qua năm cái câu hỏi và cũng như là năm cái vấn đề mà được các nghị sĩ Mỹ đặt ra đối với giám đốc điều hành của TikTok và câu trả lời của anh ta. Và rõ ràng trong video này thì mình sẽ không nói về tất cả những cái tình trạng hiện tại của TikTok từ trước tới gian mà Mình sẽ tập trung nêu ra năm cái câu hỏi mà các cái nghị sĩ Mỹ đã chất vấn CEO TikTok Cũng như là cái cách mà anh ta trả lời dù trả lời có được hay là không Và câu hỏi đầu tiên sẽ là cái năng lực của TikTok trong cái việc kiểm soát và à, xóa những cái nội dung độc hại được người dùng hoặc là một ai đó đăng trên tiktok và trong buổi điều trần thì một nghị sĩ Mỹ đã dẫn ra một cái trường hợp là vào năm 2021 khi mà ở trên TikTok xuất hiện rất là nhiều những đoạn video clip sai sự thật. Ở trong đoạn video đó thì rất là nhiều người đã hướng dẫn những cái người khác chế thuốc điều trị Covid chỉ bằng vỏ chăn và vỏ bưởi. Và đứng trước những cái video đó thì các nghị sĩ đã đặt ra cho CEO của TikTok rằng là họ có đủ năng lực để mà họ kiểm soát họ phát hiện và họ loại bỏ những cái nội dung sai lầm không chỉ là việc chế thuốc covid linh tinh đó mà còn rất nhiều những video khác, những nội dung khác hay không. Thì đứng trước cái câu hỏi đó, cái vị CEO của tiktok là anh anh trả lời rằng là hiện tại thì công ty cũng đã đầu tư rất là nhiều tiền để cho một cái đội ngũ rồi để phát triển ra những cái công cụ và họ hứa rằng là cái điều đó vẫn đang được phát triển với cái mục đích rằng là sẽ loại bỏ và làm chăm sạch cái môi trường ở trên tiktok đáp lại cái câu trả lời đó thì vị nghị sĩ mỹ đã cắt nghe cái câu trả lời của anh châu và với cái lập luận rằng đó là dừng lại ngay ở đây là chúng tôi hỏi anh rằng là anh đã phát triển những cái công cụ gì anh đã có những cách nào hay chưa để ngăn chặn những cái nội dung độc hại xuất hiện trên cái nền tảng của anh còn anh lại đưa ra những lập luận rằng là à, và chúng tôi đang phát triển chúng tôi đang đầu tư và chúng tôi hứa rằng là cái điều đó nó sẽ không thể nào diễn ra được nữa thì điều đó chắc chắn không làm hại lòng chúng tôi và tất nhiên không thể nào làm hài lòng các mặt làm cha mẹ ở Mỹ đang có những đứa con của mình hàng ngày phải tiếp xúc với những cái nội dung độc hại và sai sạc như vậy và khi đó thì ở trong cái diễn biến khác á, thì cái anh CEO này ảnh lại trả lời rằng là Thật ra thì chúng ta cũng đừng mơ ước quá về một cái thứ nó quá hoàn hảo nhưng rõ ràng không chỉ đối với những vị nghị sĩ đó mà đối với tất cả chúng ta những người dùng bình thường việc anh tạo ra một nền tảng anh phải bảo vệ được nó và anh phải ngăn chặn những cái nội dung sai sự thật những nội dung độc hại ở trên đó đặc biệt là tiếp cận đối với trẻ em và cái vấn đề những cái nội dung độc hại cho trẻ em hay là những cái trend mà những người dùng ở trên tiktok tạo ra trên đó và nó được duy trì ở trên tiktok á và những cái nội dung đó những cái trend đó nó gây hại đối với trẻ em những cái người mà chưa có đủ tuổi để có thể tự ý thức được hành vi của mình khi xem đó thì sẽ như thế nào là cái câu hỏi mà các nghị sĩ Mỹ đã hỏi rất là nhiều à, đối với cái anh CEO này. Và một cái vị nghị sĩ Mỹ đã dẫn ra cái trend vô cùng độc hại mà trước đây à, rất nhiều cái đơn vị truyền thông cũng đã lên án. Và đó chính là trend thách thức những đứa trẻ tham gia thắt cổ cho tới khi nào gần nất xỉu thì thôi. Rõ ràng không có bậc cha mẹ nào có thể chấp nhận được cho con cái mình có thể tham gia một cái hành vi nguy hiểm như vậy. Và đứng trước chất vấn này thì cái anh CEO anh bảo rằng đó, đó thật sự là một thách thức trong cả ngành công nghiệp, chứ không chỉ riêng mỗi tích tóc. Và tất nhiên, à, vị nghị sĩ đó đã trả lời rằng, ở đây chúng ta đang không nói câu chuyện của cả ngành công nghiệp, chúng ta đang nói rằng tích tóc và công chuyện tích tóc giải quyết chuyện đó như thế nào. Và nó không trả lời được câu hỏi đó. Tiếp tục là một câu hỏi về chuyện sử dụng tích tóc của trẻ em. Một vị nghị sĩ Mỹ đã đặt ra cho anh Châu một câu hỏi rằng, con cái của anh có đang sử dụng tiktok hay không thì thật bất ngờ anh ấy trả lại rằng là con ấy không sử dụng tiktok với lý do rằng là con ấy đang sống ở singapore và cho anh em nào quan tâm thì tại thị trường singapore không có cái phiên bản tiktok dành cho trẻ em và đó là lý do mà anh ta đưa ra để giải thích rằng là tại sao con ta không có sử dụng tiktok và anh ta cũng nói rằng là nếu mà con ta đang sống ở mỹ thì con ta vẫn sử dụng tiktok tại vì thị trường mỹ có một cái phiên bản tiktok dành cho trẻ em độc lập phải là một cái phiên bản dành cho người lớn. Tuy nhiên, mãi cho tới khi mình xem tới đoạn đó thì mình mới biết rằng à, có một cái phiên bản tiktok dành cho trẻ em và mình đã có hỏi rằng à, phiên bản đó ở đâu tại thị trường Việt Nam này cũng như rất là nhiều những nước khác. Và cụ thể hơn thì ngay trong buổi điều trần đó, vị nữ nghị sĩ này đã đưa ra một cái video đang xuất hiện trên tiktok và nội dung của video đó chính là một khẩu súng đang bắn đạn và quay ở chế độ slow motion kèm theo một cái dòng chữ mai tính đe dọa một vị nghị sĩ khác cũng đang ngồi trong tòa nhà quốc hội đó và mà ta nhấn mạnh rằng là các nhiệm vụ của anh ở đâu khi mà các anh nói rằng các anh không để cho những video bạo lực những cái video cổ xí à, chuyện súng ống bạo lực như vậy ở trên nền tảng của anh trong khi chính độ video này đã xuất hiện và tồn tại trên tiktok trong vòng 41 ngày vừa qua rồi các anh bảo rằng là các anh có thể bảo vệ được 150 triệu người dùng tiktok ngay tại mỹ tuy nhiên anh thậm chí còn không bảo vệ được chính một nghệ sĩ đang ngồi trong toàn thủ hội này nữa và tiếp theo đó là phải thời gian giải lao của cái buổi điều trần sau cái khoảng thời gian giải lao thì video đó đã được xóa khỏi tiktok và trên theo giải thích của anh Joe rằng một số kẻ xấu đã sử dụng một cái tài khoản nào đó và đăng cái nội video đó lên và chúng tôi đã xử lý nó mà khác thì đây cũng sẽ mang lại một cái trải nghiệm rất là tích cực cho cộng đồng của chúng tôi khi mà chúng tôi đã xử lý đoạn video đó không biết anh em có chấp nhận được cái câu trả lời đó hay không? Thêm một vấn đề khác được một vị nghị sĩ đến từ bang Texas đưa ra đó chính là trên thế giới có rất là nhiều cơ quan chính phủ, rất là nhiều nước cho đến thời điểm hiện tại, bao gồm cả FBI tại Mỹ khuyến cáo và đưa ra những cái lệnh là cắn nhân viên của họ và khuyến cáo người dùng không sử dụng tóc trên những cái thiết bị của họ. Cái vị nghị sĩ này mới đặt ra cái câu hỏi rộng là chả lẽ những người đó đều là sai lầm hết à? Lý do thường thấy trước những cái lệnh cấm đó chính là việc TikTok có thể gây đe dọa tới à, cái an toàn tới cái mẫu mật thông tin của không chỉ của từng cá nhân mà của cả một cộng đồng và thậm chí là cả một quốc gia nữa và trước câu hỏi đó thì anh CEO TikTok anh trả lời rằng là những cái lý do đó hiện tại vẫn chỉ là những cái giả thuyết những cái giả định và không có bằng chứng và anh ta cũng hy vọng rằng là sẽ có một cái mũi nào khác mà À, có những cái bằng chứng được đưa ra và ta lúc đó sẽ cùng với là những người đưa ra bằng chứng đó để giải quyết và tìm tới cái vấn đề đó đó là câu trả lời của anh ta rồi anh nghĩ sao về cái việc an toàn thông tin của anh em à, cái việc à, vi phạm quyền riêng tư của anh em khi mà sử dụng một cái ứng dụng như TikTok và đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn tóm tắt lại với anh em mà mình cảm thấy đặt khá là đáng chú ý đối với một người dùng bình thường TikTok. Và hy vọng rằng qua video này thì sẽ cung cấp cho anh em thêm một góc nhìn cũng như là một cái thông tin về cái mạng xã hội lớn gần như là đến top hành tinh, à, đặc biệt là mạng xã hội được sử dụng top thứ 5 về mặt ứng dụng tại Việt Nam. Bây giờ thì mình là Minh Đức trên Tinh Tế Chế Viên và hẹn gặp đem những video khác.